công cho bản xứ, thưa quý cha, thưa tất cả quý đồng hương, anh chị em thân mến. Trước thánh lễ, con một ngày hỏi tôi, ô cho tên cha có ân hoán gì với cụ diện mà cha đứng ở đây vậy? Thưa quý vị, anh chị em, chúng ta hiện diện ở đây chắc chắn không có oán gì đâu, mà chúng ta có ân, ân là ân phúc. Chúng ta biết ơn những người làm ơn cho chúng ta, trong đó có cụ diện, gia đình họ Ngô và tất cả các chiến sĩ và tất cả mọi người chúng ta hiện diện ở đây. Cho nên là chúng ta hiện diện ở đây là chúng ta mang ơn, ân là ơn. Đấy, chúng ta mang ơn, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tạ ơn, ăn quẻ quả những kẻ trồng cây, những người hãy quan tâm cảm ơn là những người đúng là những người sống là con người. Thưa quý cha và thưa toàn thể quý vị, trước hết chúng con chân thành cảm ơn trời giáo quản Anthony Hiến Vũ này là người dẫn một dẫn nhập vào thánh lễ rất tuyệt vời. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng cảm ơn cha Anthony đã cho phép chúng con đến để chia sẻ trong thánh lễ ngày hôm nay. Trước hết xin minh định rằng chúng tôi không phải là chuyên viên chuyên gia về chính trị, cũng không phải là sử gia về nước Việt Nam, nhưng vì được mời chia sẻ trong thánh lễ cầu cầu hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị một vài cảm nghiệm cá nhân. Xin nhắc lại, những điều tôi chia sẻ đây là cảm nghiệm cá nhân của cuộc đời của chúng tôi đối với các tổng thống Ngôn Doan Lộc Thị Sư Tăng Ngôn Đình Diên và Jacobi Ngôn Đình Như, cũng như gia đình Hoàng Mô và tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Xin mời quý vị hướng về một con người công giáo. Theo lịch sử, chúng ta biết có một con người công giáo, Đức Giêsu Kitô. Chúng ta nhìn thấy cái hình dáng đó là con người công giáo. Ngài là một con người lịch sử, Ngài là con người công giáo. Người công giáo tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Người công giáo tôn thờ Ngài. Dù đã qua hơn 2.000 năm, nhưng nhiều người tại nhiều nơi và nhiều chỗ vẫn còn cảm thấy khó chịu và chống đối khi có ai nói tới danh thánh Đức Giêsu. Điều mà chúng tôi muốn nói là theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã chết một cách thảm, rùng rợn, tức tưởi và bất công. Thật vậy, Chúa Giêsu đã bị tổng trấn Pilato do áp lực của một số nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị đã bị kết án một cách bất công. Chúa Giêsu đã bị phản bội bởi những người thân cận, tham lam 30 đồng, tán tận lương tâm. Chúa Giêsu đã bị bỏ rơi bởi những người thân cận, nhát sợ bỏ trốn ra hết. Chúa Giêsu đã bị những người đồng hương vào ngày chủ nhật lễ lạ đã hoan hô Chúa Giêsu, hoan hô con vua David, tung hô con vua David, trải thảm đỏ, bao nhiêu cảnh lá vạn tuế để chào đón, hoan hô con vua David, hô rằng là đấng nhân danh Chúa mà lên. Ngày trước chủ nhật lễ lạ oai hùng vào Jerusalem, nhưng mà ngày hôm nay thứ sáu lại phản bội và lại lật lọng, đóng đình đưa đi, cũng những người hoan hô ngày thứ chủ nhật lễ lá, cũng những người đó đã đảo, đóng đình đưa đi. Sau đây là cảm nghiệm cá nhân của tôi về cố tổng thống Diệm. Năm 1954, lúc chúng tôi mới sinh ra được một tháng rưỡi, chúng tôi được cha mẹ đưa từ miền Bắc vào miền Nam. Có lẽ nhiều người quý vị còn nhớ về điều chúng tôi chia sẻ sau đây. Tại nơi gia đình tôi định cư đầu tiên, khi chúng tôi lên 4 hay lên 5 gì đó, chúng tôi còn nhớ thấy những bờ rào chung quanh xã ấp nơi gia đình tôi sinh sống, những mương rãnh được đào chung quanh, và nhất là những cọc tre bót nhọn chỉ ra về phía ngoài. Thằng bé 4 tuổi không biết gì hết, nhưng mà về sau biết rằng có tháp canh chung quanh xã ấp, chúng tôi biết rằng đó là chiến thuật ấp chiến lược để không cho kẻ thù len lỏi vào cái xã ấp của người dân lành sống. Tại trại di cư đó, hàng ngày đứa trẻ 4 tuổi và 5 tuổi đó nghe thấy tiếng súng, tiếng đạn,
4 năm tuổi này nhìn sang bên kia con sông và thấy những miếng vải bay bay trước gió. Hỏi rằng tại sao là gì vậy? Đó là lá cờ đỏ sao vàng. Thế là những người lính nghĩa quân, những người lính Việt Nam Cộng Hòa phải đi thuyền qua bên kia để giật lá cờ đó xuống. Và khi làm việc đó, bỏ đi lá cờ đỏ sao vàng, biết bao nhiêu chiến sĩ đã ngã gục. Đưa sang sông thì có, mà về sang sông thì không. Biết bao nhiêu người mẹ đã trở thành quả phụ và nhiều trẻ mồ côi cả mất bố. Khi 4 năm tuổi đó, tôi nhớ tôi có một ông chú đến thăm gia đình chúng tôi khi tôi còn bé 4 năm tuổi. Lần đầu tiên tôi biết về hình ảnh, tấm ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, vì ông chú đó biếu bố mẹ chúng tôi nghèo từ miền Bắc vào miền Nam, chưa có các ảnh tượng để lại cho bố mẹ của chúng tôi, trong gia đình chúng tôi một cái bức tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi ông chú nó tiếp tục đi chuyến đi vĩnh viễn không trở về, chuyến đi của người hải thuyền. Chú tôi đã bỏ mình trong sau chuyến đi đó. Cũng có một ông chú rồi, cũng hẳn vào năm lúc tôi 6 tuổi thì phải, là tài xế ở Mỹ Tho. Không biết làm sao chúng tôi lắc chiếc xe làm sao mà lật, thế là những người lính ở trên chiếc xe đó đã qua đời. Và chúng tôi cũng vì buồn ở chỗ chúng ta biết ở Mỹ Tho nhiều đầm lầy, cho nên chúng tôi cũng bỏ mình vì trong cái chuyến đi đó. Quý vị hỏi tôi tại sao là chú? Chú tôi tên họ Ngô, tôi là họ Nguyễn. Chắc có lẽ là sau cái năm 63, bố tôi đã đổi họ, cho nên là tôi Nguyễn. Tôi họ Ngô nhé, Ngô Bắc ạ. Nhưng mà tôi họ Ngô đó. Thế cho nên năm lúc 6 tuổi tôi biết hai người chú đã đền nợ nước trong cái cuộc chiến đó khi mới từ miền Bắc vào miền Nam. Rồi 6 tuổi đó, chúng tôi, bố mẹ chúng tôi chờ đó đối diện với chiến tranh hàng ngày, tiếng súng, tiếng đạn và cái chết, cho nên bố mẹ chúng tôi bỏ cái trại di cư đầu tiên lên một nơi khác để định cư. Và đến trường học lúc đó là 6-7 tuổi, chúng tôi đang nghe và thuộc lòng một bài hát này. Tôi cũng nhớ tại sao lúc đó mới 6-7-8 tuổi mà tôi nghe và thuộc lòng bài hát này. Khi tôi hát bài hát này, chắc chắn nhiều anh chị em ngồi đây sẽ hát theo chúng tôi. Họ sao bé này lúc kỳ đó mới 8 tuổi mà làm sao biết hát bài này. Thật vậy, hồi đó không biết làm sao mới có 6-7 tuổi tôi đã biết nghe được bài hát này. Và tôi đã, bây giờ tôi mới hát lại. Quý vị hát thì hát cùng với tôi nhé. Chắc có lẽ chẳng biết và chẳng muốn mà và bây giờ biết là không rồi. Tại vì lúc đó cảm thấy tôi đã chưa sinh ra nữa thì phải. Anh nhé. Ai mong âm từ phía đó nơi về đời, cứu nhân dân để tranh đấu cho tự do. Người cứu quyết trong tầm hai phong kiến bắt lộc, dệt thực dân ngăn nước reo tàn phá. Bao công lao bồi sông núi vì một người, gương hy sinh ngàn muôn kiếp không thể phai. Cùng chung sức với người thề đồng tâm xây đất cho ngày mai. Toàn dân Việt Nam nhớ ơn một tổng thống, một tổng thống, một tổng thống muôn năm. Toàn dân Việt Nam nhớ ơn một tổng thống, xin thượng đế ban phước lành cho người. Toàn dân Việt Nam phổ bài hát này rồi, cho nên khi mà cha hiến
nhờ giải trong ngành khoa học, có lẽ là gợi lại cái lịch sử, gợi lại những kỷ niệm của mình về cụ của tổng thống khi đó mới 89 tuổi. Quý vị nhớ rằng tôi chỉ biết hát và tự hỏi tại sao phải nhớ ơn cố tổng thống, nhớ gì, nhưng mà tôi đã thuộc lòng bài hát này. Sau này tôi biết nhớ ơn tổng thống vì những gì ông đã làm cho người dân Việt Nam và cho nước Việt Nam. Trước thánh lễ có một vị nói với tôi cho tôi lại đây, và tôi đến bắt tay và cụ nói rằng một điều bị bỏ sót trong những buổi cầu nguyện cho cụ Diệp là nhờ cụ Diệp, uy tín của cụ Diệp, tư cách của cụ Diệp, biết bao nhiêu nhà lãnh đạo tôn giáo miền Bắc hơn 1 triệu đã dẫn giáo dân và dẫn đồng bào vào Việt Nam. Điều này có thể là đúng. Mới 1 tháng nữa tôi cũng đã nghe uy danh của Ngô Đình Diệm người đã vào Việt Nam rồi đó. Cho nên là cảm ơn tổng thống Ngô Đình Diệm, nhớ ơn Ngô Đình Diệm là nhớ ơn cái uy tín của ngài, nhớ ơn những việc làm của ngài. Ngoài những việc uy tín để đưa hơn 1 triệu người từ miền Bắc vào Việt Nam như vậy, chúng ta còn nhớ ơn Ngô tổng thống với những chương trình của ông như sau: Dinh Điền. Nhờ cái chương trình này mà cả 1 triệu người có công ăn việc làm, có đất có sinh sống, rồi cải cách ruộng đất, và nhờ đó những sự phong phú trù phú của miền Nam được chia sẻ cho những đồng bào di cư để có công ăn việc làm, có cơm no áo ấm. Rồi như chúng tôi nói, 4 năm tuổi cái chiến lược tóc chiến lược, rồi chủ thuyết nhân vị của cụ Ngô Đình Diệm. Và ngày hôm nay chúng tôi cảm ơn quý vị, quý vị nhớ tổng thống Ngô Đình Diệm bảo vệ, và tất cả nhờ cái tinh thần Ngô Đình Diệm quý vị đến đây. Và rồi lịch sử đã lặp lại. Quý vị có thể nói lịch sử lặp lại điều gì? Chúng tôi không có ý so sánh tổng thống Ngô Đình Diệm và Chúa Giêsu, nhưng những gì người Do Thái đối xử với Chúa Giêsu đã đưa Chúa Giêsu chết nhục nhã trên cái thế giá, thì một số người Việt Nam tôn giáo cũng như chính trị đã đưa cố tổng thống Ngô Đình Diệm bị ghét, bị vu oan và đã đưa tới cái chết thảm ở trong xe tăng. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị gì đây? Nếu Chúa Giêsu bị phản bội, một cái danh sách dài tôi đã kể lúc nãy, thì bây giờ theo tôi tổng thống Ngô Đình Diệm cũng bị thứ nhất đồng minh bỏ vì lý tưởng quốc gia của tổng thống Ngô Đình Diệm, nhóm lãnh đạo tôn giáo kích động của nhóm tư lãnh thối nát đã tham nhũng và đã phản bội, ông đã bị thảm sát cùng với bảo vệ trong xe tăng, và một số đông dân chúng mới hôm qua hát bài toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô tổng thống, thì ngày hôm nay đã đảo giết nó đi. Hệt như vậy lịch sử đã lặp lại. Chúng tôi còn nhớ ngày buồn thảm đó vào đầu tháng 11 năm 1963, lúc đó tôi 9 tuổi, tin sét đánh tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chấn đã chết, cả dân làng nơi chúng tôi mới di cư lên một lần nữa di cư tới buồn bã ngao ngán, và bầu trời ngày hôm đó thật là ảm đạm. Một lần nữa chúng tôi xin minh xác rằng chúng tôi chia sẻ với quý vị những gì chúng tôi biết của một đứa trẻ 9 tuổi. Vậy thì chúng ta quy tụ ngay đây hôm nay làm gì thưa anh chị em? Tôi có đọc một bài viết và xin mượn lời của người viết về tổng thống Ngô Đình Diệm, và tác giả viết thế này: thì tổng thống Ngô Đình Diệm là một con người thanh liêm, thứ hai chính trực, thứ ba có lý tưởng quốc gia, thứ tư có niềm tin công giáo. Như vậy để kết thúc, chúng tôi đi qua 4 cái điểm mà một nhà viết về tổng thống Ngô Đình Diệm
đã đặt ra. Tôi dựa vào để mà triển khai một vài phút còn lại. Thứ nhất, Thanh Liêm, bao nhiêu năm làm chính trị, sau bao nhiêu năm cầm quyền, nhiều người đã trở nên giàu khổng. Kìa một Marcos của Philippines, kìa Tổng thống hiện tại Putin, kìa Kim Jong-un, các nhà lãnh đạo đang bị điều tra. Còn Tổng thống Ngô Đình Diệm sau khi chết, người ta không nói ông tài sản có gì. Thứ hai, chính trực, ông là một người con người công chính, không để bị mua chuộc, cho nên ông đã bị đồng minh phản bội, vì ông muốn vấn đề của người Việt Nam được xử bởi người Việt Nam. Ông sống và hành động theo lương tâm công chính. Con người phải được kính trọng, quốc gia phải có quyền tự quyết. Điểm thứ ba, ông là người có lý tưởng quốc gia. Đáng lẽ ông đi tu, ông ở bên New York hay đâu đó trong một nhà giàu. Đáng lẽ ông là một linh mục, đáng lẽ ông là giám mục. Anh của ông là giám mục Ngô Đình Thục. Nhưng vì dân vì nước, ông đã xin các nhà giàu để trở về, và quỹ uy tín đó đã đưa cả 1 triệu người miền Bắc vào miền Nam. Nhưng rồi dùng và phát tranh bỏ vỏ. Ông muốn bảo vệ nước Việt Nam, ông muốn quyền tự quyết cho người Việt Nam, và đã bị loại bỏ. Điều thứ 4, niềm tin công giáo. Theo Bill Jesu, ông đã phục vụ quê hương, ông không chạy trốn, dù được mời gọi đầu hàng để được ra ngoại quốc. Ông ra khỏi Dinh Độc Lập với câu chẳng hạn, và ông chết với câu chẳng hạn. Nên bài hát của ca đoàn Hãy Mở Cho Tôi Cánh Cửa Thiên Đàng. Người công chính ở trong tay Chúa. Thánh Phaolô nói qua bí tích rửa tội, anh chị em đã tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Và bài phúc âm tôi tuyên đọc: Chúa Giêsu cầu nguyện, bạn con ở đâu thì con ở đâu thì bạn con cũng ở đó. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho ông Ngô Đình Diệm qua bí tích rửa tội, thay vì Ngô Đình Diệm đã là Gioan Baptista. Cái tên Gioan Baptista là thể thông hành cho ông vào thiên đàng, là bạn của Chúa Giêsu. Giacôbê Ngô Đình Như, Giacôbê là thể thông hành cho ông là bạn Chúa Giêsu. Đối với anh chị em đồng bào của chúng ta vẫn nghe nói sinh ký tử quy, sinh bệnh lão tử. Còn những người công giáo cũng đang ngồi ở đây là bạn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người công chính. Chúa Giêsu chết và sống lại, cho nên Chúa Giêsu cầu cho các bạn của Ngài qua bí tích rửa tội. Những anh xem có tên thánh là Gioan Baptista, Lucia, Maria, Giacobbe, Domenico, Phêrô, Phaolô, đó là tên trở thành bạn của Chúa Giêsu, thì không còn là sinh bệnh lão tử nữa, mà là sinh bệnh lão tử và thiên đàng. Đó là lý do chúng ta ngồi đây. Chúng ta có một cái cấp số 5 đối với người đồng bào. Cha chúng ta nói sinh bệnh lão tử và chấm dứt, nhưng mà những người công giáo sinh bệnh lão tử và sống lại. Sống lại ở đâu? Ở thiên đàng. Chúng ta không oán, nhưng mà chúng ta ân. Chúng ta ngồi ở đây, cho dù không cùng một tôn giáo, nhưng mà chúng ta cảm ơn một đại ân nhân, một anh hùng của quê hương Việt Nam của chúng ta. Bao nhiêu nhà lãnh đạo trên thế giới, và nhất là bao nhiêu nhà lãnh đạo của người Việt Nam đã qua đời, có ai được ghi nhớ và cầu nguyện cho không? Cụ diện của chúng ta đã 60 năm qua, hơn 60 năm qua vẫn còn. Và bao lâu tôi tin tưởng vậy, bao lâu còn nhóm tinh thần Ngô Đình Diệm thì Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ được tiếp tục. Và bao lâu cha Anthony Phú Thần Hiến còn ở đây, hy vọng rằng Ngài sẽ tiếp tục cho chúng ta dùng nhà thờ này để cầu nguyện cho cụ Ngô Đình Diệm. Vỗ tay Ngài một cái.
diễn ra hơn 60 năm qua. Không nghỉ vì trong đức tin cố tổng thống đang sống với Thiên Chúa, mà tinh thần Ngô Đình Diệm vẫn còn trong lòng người, trong lòng những người hiện diện ở đây. Xin quý vị hiệp lời với chúng tôi cầu nguyện cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm, cố tổng thống Tập Cố, cố vấn Ngô Đình Như, cố Đình Phục, Ngô Đình Nguyện, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các chiến sĩ vô danh và những người không tên. Bà Thánh Monica nói rằng: Con ơi, Augustino ơi, mẹ, xin con một điều, mỗi khi con đến nhà thờ con dâng lễ, con cầu nguyện cho mẹ. Trong chúng ta nhiều người không cùng một tôn giáo, kể cả những người công giáo đang hiện diện trước nhà thờ này, với trái tim tình yêu, tình nghĩa đến cố tổng thống, lòng biết ơn là một điều rất quý. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với anh chị em công giáo trong thánh lễ này. Có một loài hoa tên là Forget Me Not. Bao nhiêu thì tôi lớn nhỏ nhỏ tôi lớn cả. Các bạn biết như một sao Forget Me Not, tiếng Việt gọi là lưu ly thảo. Lời kinh cầu nguyện quý vị là một bông hoa Forget Me Not dâng lên Thiên Chúa cho cụ Diệm, cụ Như và tất cả những anh chị em chiến sĩ. Người công giáo khi cầu nguyện hay hát bài này. Quý vị xin hát với chúng tôi và với cả đoàn cho linh hồn Giacobbe và Doan Bảo Trung Chúng Ta và các linh hồn chiến sĩ vô danh được Chúa mong mở cửa thiên đàng cho họ. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu.